Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo ra một cái văn bản giống như mà các bạn nhìn thấy trên màn hình, thì nó nằm ở trong phần thực hành của sách bài tập bài số 2 chủ đề 3 sách hướng dẫn tin học lớp 4. Đầu tiên các bạn cũng khởi động phần mềm Word lên. Ở đây là mình làm bằng Word. Mình sẽ bấm vào Blank Document ở đây. Ở giao diện chính của Word thì các bạn sẽ chọn ở cái mục là các bạn đang ở mục Home, thì các bạn bấm vào cái mục Insert ở đây. Rồi các bạn chọn cái mục Save ở đây. Các bạn bấm vào cái nút tam giác. Thì các bạn chọn xuống các bạn sẽ nhìn thấy có một cái hình ở cái mục Star and Banner của nó có cái hình như thế này. Đó, các bạn bấm vào chọn cái hình này. Rồi các bạn kéo từ trái qua phải. Đó, ở đây mình có thể kéo cho nó to lên cho các bạn dễ nhìn. Rồi, ví dụ như vậy. Bây giờ mình việc đầu tiên của mình là thay đổi cái màu nền của cái hình này cho nó nhạt hơn chút xíu. Mình sẽ chọn vào cái hình và mình chọn ở khi các bạn chọn vào cái hình thì nó mặc định nó sẽ nhảy qua cái mục format. Nếu nó không tự động nhảy qua cái mục format thì các bạn nhớ bấm vào cái mục format để nó ra cái giao diện giống như thế này. Thì ở giao diện ở trong cái mục format này, các bạn sẽ chọn cái mục là Shape Fill để đổi màu của cái nền. Ở đây cái màu xanh này nó hơi đậm thì mình sẽ cho nó lợt hơn bằng cách là bấm vào cái mũi tên tam giác ở mục Shape Fill đây và mình chọn cái màu xanh, ví dụ như màu xanh này đó, Apply Blue, thì mình bấm vào đây. Rồi tiếp theo là mình sẽ cho cái đường viền này nó là cái đường nét đứt, thì các bạn cũng bấm vào đây ở cái mục Shape Outline này nè. Đó, các bạn chọn cái mũi tên tam giác đây, thì các bạn ở cái mục Dash này đây, các bạn sẽ chọn cái mục để các bạn chọn nét đứt như thế này, thì các bạn thấy những cái đường này nó sẽ nét đứt giống như trong sách đó. Rồi tiếp theo là các bạn chèn cái hình chèn chữ vào công cha như núi Hái Sơn nghỉ mẹ ở đây, thì các bạn đầu tiên các bạn cũng bấm chọn vào cái hình trước ở đây, rồi các bạn lít chuột phải đó, các bạn lít chuột phải, các bạn chọn Add Text đó, rồi sau đó các bạn nhập vào cái nội dung của cái câu ca dao vào đây. Ở đây các bạn thấy nó không có bỏ dấu tiếng Việt được, thì bây giờ mình bôi đen cái này đi. Ở đây các bạn quay qua cái mục Home này, các bạn đang sử dụng phông chữ của bản mã Unicode. Cái bản mã như thế nào thì các bạn sẽ mình sẽ nói cụ thể sau. Ví dụ trong trường hợp này các bạn đang chọn cái bản mã Unicode. Khi các bạn bấm chữ công mà nó ra như vậy có nghĩa là chúng ta đã chọn sai cái bản mã. Ở trong đây thì trong sách đó, người ta sử dụng cái phông chữ này là phông chữ Tiny Roman. Đó, các bạn bôi đen, các bạn chọn phông chữ Tiny Roman, bấm mũi tên tam giác ở đây. Các bạn chọn chữ Tiny Roman hoặc là mình kéo xuống đây tới cái vần T. Đó. Nhưng mà nó vẫn chưa có tiếng Việt. Đó. Thì các bạn phải để ý cái chỗ Unicode của các bạn. Các bạn bấm Unicode lên. Ở kiểu gõ này thì các bạn gõ Telet hay Vini gì cũng được. Nhưng với phông chữ Tiny Roman thì các bạn phải chọn cái bản mã là Unicode. Đó, mình bấm vào mũi tên đây và mình chọn là Unicode. Rồi các bạn bấm vào chữ đóng. Bây giờ mình sẽ xóa này đi. Đó, mình sẽ bấm Delete. Mình nhập lại, các bạn thấy không? Là các bạn sẽ bỏ dấu được bình thường. Tương tự như vậy các bạn sẽ đánh tiếp những chữ còn lại. Tới đây các bạn bấm Enter là nó sẽ xuống hàng. Sau đó các bạn sẽ đã đánh xong, các bạn bôi đen ở đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành chỉnh sửa cái câu ca dao này cho nó giống trong sách, thì các bạn thấy trong nó in đậm, thì các bạn sẽ bôi đen ở chỗ này. Bôi đen cái câu ca dao này và các bạn bấm vào cái chữ B ở đây để cho nó in đậm lên. Đó. Các bạn thấy nó to ra. Nó đậm lên. Bây giờ nó đang ở màu trắng thì các bạn bôi đen cái hai câu ca dao này. Các bạn chọn cái màu xanh đậm thì các bạn bấm vào cái chữ A đây nè. Nhưng mà các bạn đừng bấm vào chữ A đây. Nếu như các bạn thấy chữ A đây nó màu đỏ mà các bạn bấm vào chữ A đây thì nó thành màu đỏ. Bây giờ mình muốn nó thành màu xanh đậm thì các bạn bấm vào cái mũi tên tam giác ở đây. Đó, rồi các bạn chọn cái màu xanh. Màu xanh nó đậm hơn. Đó, ví dụ như cái màu xanh này đi. Nó đậm hơn, nhìn cho nó rõ. Đó.
Rồi bây giờ cái chữ này nó đều hết ra ngoài đây thì các bạn bôi đen đây, bôi đen hai cái câu ca dao này, các bạn chọn cái kích cỡ cho nó lớn hơn. Ở đây là 11 thì các bạn xóa 11 đi, các bạn nhập vào 30 thử coi. Nó bự chứ. To quá thì các bạn cho nó nhỏ lại, ví dụ như còn 25 thôi. Đó. 25 là 27 gì đó. Rồi như vậy, nếu mà các bạn đã thấy nó vừa rồi, đều hết rồi thì các bạn bấm ra ngoài. Thì như vậy là với những cái công cụ có sẵn ở trong Word, các bạn có thể tạo ra được cái hình giống như yêu cầu của sách giáo khoa. Bây giờ nhiệm vụ của mình là phải lưu cái này lại. Mình sẽ bấm vào cái ổ đĩa ở đây. Và các bạn mình sẽ bấm vào chữ file đây. Ở đây mình sẽ chọn ở ngoài desktop và cái thư mục là soạn thảo văn bản. Và mình bấm là đặt cái tên là công cha nghỉ mẹ. Sau này các bạn có tìm lại thì nó cũng dễ, nó không bị mất vì mình đã lưu lại rồi. Mình sẽ bấm vào save ở đây. Như vậy là đã lưu xong. Đó, ở ngoài desktop cái thư mục soạn thảo văn bản. Thì nội dung của cái hình vẽ này nó chỉ có đơn giản như vậy thôi. Nếu như các bạn có chỗ nào không hiểu thì các bạn hãy để lại trong phần bình luận ở bên dưới video. Mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.